là dâu làm thử coi, ngậm kẹo một cái, giờ lấy cây son son vô một cái, sơn vô một cái, ừ đó, giờ ngậm kẹo nữa, rồi lại sơn môi nữa, sơn nữa, ừ rồi ngậm nữa, rồi lại sơn nữa. Ôi cực lắm. Đúng. Các bạn ơi, dâu đang làm cái gì đang bàn học thì bây giờ chúng ta lại xem coi dâu đang làm cái gì nha. Cúp Hà. Chào mẹ. Ừ, chào các bạn nữa con. Chào các bạn. Con đang làm gì đó? Bằng học hả con? Dạ. Ai dạy con vậy? Dạ, cô dạy mẹ. Hôm qua con được học ở trường hả? Dạ. Rồi con làm đi. Wow, dễ thương quá. Rồi bây giờ con dán cái mặt vô đi. Dạ. Dán mặt của chú mèo vô nữa là xong. Chưa, để mạnh cái mặt vô nó mới dính được. Đúng không con? Cái này chắc mẹ phải bấm lại giùm con quá. Dạ đúng rồi. Dùng kim bấm bấm nha. Dạ. Bấm bấm giùm vô nha. Dạ. Rồi chú mèo dễ thương quá. Rồi nè, mẹ bấm lại giùm vô rồi nè. Dễ thương quá. Ơi. Nhưng mà con thích màu xanh hả? Dạ. Là một chú mèo màu xanh. Mẹ chưa thấy chú mèo màu xanh ngoài đời nha. Ừ. Người ta sơn màu cho nó mà. À, người ta sơn màu cho nó, người ta nhuộm lông cho nó màu xanh đúng không? Dạ. Nhưng mà chú mèo này chỉ là một chú mèo bằng giấy để bàn học thôi. À, con để vô góc bàn học thử coi nè. Đó, chú mèo. Ôi chú 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 chú. Chú mèo bằng giấy để bàn học. Và chú mèo đó không có phép thuật đâu. Mẹ sẽ tặng cho con một chú mèo có phép thuật. Đó là chú mèo có túi thần kỳ. Ở trong túi thần kỳ này không có bút bối đâu, mà chỉ có bánh kẹo thôi. Đâu vô thử coi trong túi thần kỳ đó có bánh kẹo gì. Được rồi, vậy được rồi. Vậy anh hai cái, chú mèo hai cái, còn dâu ba cái. Thì dâu tạo ra chú mèo mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa nhưng mà anh hai không có sơn, cây sơn môi à? Trời ơi, cái cho là sơn môi gì vậy? À ha. Ừ, có cho anh ăn kem với lại bánh bánh hot dog nè. Bánh mì hot dog được rồi. Để con ăn thử kem dâu, cái này nha mẹ, cái cây sơn môi dâu. À con không dễ cái này thì chị gửi xong quắc mà mẹ ơi.
Ừ đúng rồi, con chọc móng tay lên là con sẽ đẩy cây son lên. Ôi, ừ, cô dâu ăn kìa, cô dâu sơn kìa. Móng lưỡng lên, trời ơi đẹp quá à. Cái đó là bị gì, bị gì? Bị dâu. À, bị dâu. Cái sự tích cây kẹo son môi nha. Dạ. À, sự tích cây kẹo son môi á là ngày xưa có một cô bé thích thắt bím, thích mặc áo đầm và rất là thích màu hồng. Con à? Không, thì cô bé giống con rồi. Rồi, cái cô bé này á rất là thích ăn kẹo luôn. Con à? Chưa, mày chưa kể xong. Xong rồi cô bé này hả? Cũng rất là thích làm điệu. Con. Xong rồi á, là mỗi khi á mà cô bé ăn kẹo á thì cô bé này nè là sợ bay cái lớp son môi mình vừa mới sơn xong. Thế là đi đâu cô bé cũng bỏ kẹo vào trong túi. Thì đúng rồi, mày đâu có kể con, mày kể sự tích cái kẹo son môi mà. Rồi, xong là nghe mẹ, cô tập trung nghe mẹ nói đi, để mẹ quên. Rồi nè, xong là cô bé này rất là thích ăn kẹo nên đi đâu á, cô bé cũng bỏ một túi kẹo ở trên á. Còn nếu mà không có túi á, thì cô bé sẽ mang theo một giỏ kẹo luôn. Và trong giỏ kẹo đó thì có một cây son môi. Để cho mỗi khi ăn kẹo á, nó bay mất cái màu son á, thì cô bé sẽ sơn lại cho cái môi lúc nào cũng đỏ hết trơn á, lúc nào cũng dễ thương hết trơn á. Như vậy có cực không con? Cực lắm. Tuy nhiên mỗi lần mà ngậm kẹo một cái, là dâu làm thử coi, ngậm kẹo một cái, giờ lấy cây son son vô một cái, sơn vô một cái, ừ đó, giờ ngậm kẹo nữa, rồi lại sơn môi nữa, sơn nữa, ừ, rồi ngậm nữa, rồi lại sơn nữa. Ôi cực lắm, đúng không? Nếu như mà mình phải có hai cây, một cây sơn môi và một cây kẹo á, thì rất là cực. Thế là có một bà tiên nhìn thấy cô bé xinh xắn và đáng yêu như vậy á, thì bà tiên mới nói là ta sẽ cho con một cây son môi mà làm bằng kẹo, như vậy á con có thể vừa ăn vừa sơn môi lại mà không có cực một chút xíu nào hết. Thế là từ đó cây kẹo sơn môi ra đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Con cười luôn kìa. Nó cho chú mèo thử với con. Coi chừng đút mà kỹ quá, đút sát quá, dính vào cái miệng chú mèo là khiến tha chú mèo đi mất luôn á. Con không có. Con kéo xuống đi. Cái kẹo son môi này á, con đậy lại rất là gọn và không có dễ, không có bị kiến vô ha. Đó, đậy một cái là chặt luôn. Cái phanh này thôi nè, mẹ chỉ nè. Đó, con gỡ ngay chỗ đây thôi. Ừ, thì nó sẽ còn cái hình, cái màu sắc nó đẹp hơn. Vậy nó cũng đẹp nhưng mà nó mất đi cái bao bì ở ngoài rồi. Để không biết cái gì. Mà không biết cái gì chọc luôn nè. Để khỏi ăn dụng luôn nè. Dạ, bây giờ tôi sẽ ăn. Con thích ăn kiểu gì ở hot dog đúng không? Dạ. Đây là bánh hot dog làm bằng kiểu gì. Có nhân không con? Dạ có nè mẹ. Đây là gì đó? Một cây xúc xích. À, một cây xúc xích. Và đây là miếng rau, miếng cà chua. À, ăn đầy đủ dinh dưỡng luôn ha. Dạ. Sướng ba. Và các bạn thử hết ta. Ồ hôi, chơi nguyên cái luôn hả? Nghe nổi không? Bụng dâu luôn. Rồi sau đó sẽ vào bụng dâu luôn. 7:30 rồi. Tạm biệt các bạn thôi. Bác bạn mẹ nha. Đi học chiều chị về nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chị dâu nhé. Chào tạm biệt các bạn.